Đàm Vĩnh Hưng nói gì trước tin đồn giả bệnh trốn tòa? Xuất hiện tại buổi họp báo của ca sĩ Văn Mai Hương mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông. Lần đầu xuất hiện sau thông tin phải nhập viện để mổ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện họp báo của ca sĩ Văn Mai Hương chiều ngày 24 tháng 5. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về những thông tin xoay quanh anh thời gian gần đây. Chia sẻ về việc phải phẫu thuật cách đây không lâu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh bị thoát vị bệnh. Có rất nhiều người bị như tôi nhưng họ không nói. Khu vực đó sẽ phình lên do mỡ trải ra xuống và làm đầy khiến mất thẩm mỹ. Để lâu sẽ không hay, không tốt đâu. Cách đây 6 năm, tôi đã bị một lần, phải mổ hai bên. Thật ra cũng không quá đau. Nhưng để dồn lâu sẽ không tốt nên tôi cũng tham khảo bác sĩ và được khuyên là mổ ngay để còn nghỉ ngơi, Đàm Vĩnh Hưng nói. Theo lời khuyên của bác sĩ, sau phẫu thuật vẫn phải nghỉ ngơi nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định hủy bỏ show diễn trong khoảng 1 đến 2 tuần. Để không ảnh hưởng đến lịch diễn của các nơi, anh cũng chủ động nhờ ca sĩ thân hát thay. Lịch hát sắp tới sẽ dồn lại, tôi mổ nên phải bỏ show ở Canada, anh chia sẻ. Tuy nhiên, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang giả bệnh để trốn tòa. Anh sẽ là một trong những người có liên quan được triệu tập đến tòa trong buổi xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam. Trước đồn đoán này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn, né là né làm sao? Né cái gì? Né đi đâu mà mấy ngày? Mình không nên bận tâm tới những người như vậy. Cần nhất là những người yêu thương mình, người thân, khán giả của mình biết mình bị gì, ra sao. Chỉ những người không cùng tần số của mình mới đặt những câu hỏi như vậy, còn người cùng tần số không ai hỏi vậy hết. Anh cũng cảm ơn mọi người đã hỏi thăm sức khỏe của mình.